Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là một cái bàn rất là đẹp nha. Cái bàn cổ, bàn này cũng tuổi đời cũng gần 100 năm rồi. Bàn sư tử. Chất liệu thì bằng cẩm lai. Vàng khung, vàng sư tử, cẩm lai hết. Trụ giữa cũng cẩm lai luôn. Đó, tất cả cẩm lai nha. Rất là đẹp. Đó, đục những cái múi bưởi. 4 con sư tử. Phía trên sư tử thì có múi bưởi. Đây, đó, cái dáng sư tử này là sư tử theo phong cách ngoài miền Bắc. Rất là đẹp. Đó, nhìn rất là mạnh mẽ. Bộ rất là xưa quý cô chú. Đó. Những cái trụ giữa thì rất là đục bằng muối bần. Đó, rất là to nha. Bàn này giờ trên thị trường cũng là quý hiếm rồi. Múi bần, cái trụ giữa rất là to. Bàn sư tử mặt đá. Bàn này bàn lớn nhất nha, 1m2 nha, 120 rất là lớn. Đó, shop mới đi quay về cho quý cô chú chị em xem. Anh em nào cái bộ sư tử này cũng rất là đáng được sưu tầm. Nhìn rất là đó, sư tử rất là chắc chắn ha. Anh em nào mới vào xem kênh nhớ giúp giùm đăng ký cho shop và chia sẻ cho mọi người cùng biết đến. Shop Lê Quốc Đồ Xưa xin cảm ơn rất là nhiều. Trên sư tử có muôn những cái múi bưởi rất đẹp ha. Nhìn cái nó rất là lực. Đây là cái mặt bàn của Pháp nha quý cô chú. Mặt bàn nhập từ Pháp về. Bằng đá 120 rất là lớn. Cái bàn này hàng trăm năm rồi quý cô chú chị em. Sếp có những cái bàn nào đẹp là về quay cho quý cô chú xem. Rất là mong được sự đăng ký và một cái like. Shop lúc nào cũng chào đón anh em đến với shop để chiêm ngưỡng lại những món đồ xưa. Còn đây là cái diềm nha, cái diềm là diềm chắc. Đó, cái diềm chắc mặt đá. Còn toàn bộ phía dưới là cẩm lai. Cái diềm này bằng chắc nha. Cái này về quý cô chú chỉ sử dụng thôi. Đó, cái diềm chắc rất là đẹp ha. Cái bàn này rất là hiếm, nó có màu có màu theo thời gian á. Đá lên màu gạch tôm rất đẹp ha, 120 ha. Đó. Cái bộ này á, thì shop xin giao lưu là 135 triệu. 135 triệu. Nó có độ cao là 81 ha. Mặt đá Pháp, nhập từ Pháp về quý cô chú. Ngày thời Đông Dương ngày xưa, người Pháp người ta qua Việt Nam mình là đã có cái mặt bàn này nè, chập theo luôn. Sau đây shop sẽ quay tổng thể lại một lần. Bàn sư tử cẩm lai 100%, diềm bằng gỗ chắc và mặt đá Pháp 120.
đó, có diện tích là 1m2 á, rất là lớn ha, lớn nhất của cái trong cái loại bằng tròn. Cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Sếp xin nhắc lại, bàn sư tử mặt đá 1m2 này sếp giao lưu là 135 triệu.